thiết kế mặt lưng hoàn toàn mới, ngầu hơn và đẹp hơn. Đồng thời thì cái cụm camera cũng trở nên ngầu hơn thông qua cái việc trang bị thêm một camera macro, và phần cứng cũng được nâng cấp lên cả về công vi xử lý lẫn RAM. Đó là những cái điểm mới khá là đáng chú ý trên cái chiếc Vinsmart Lite 4 này. Và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh em về những cái thay đổi đó so với lại những thế hệ trước. Thì đây là hộp của Vinsmart Lite 4. Cơ bản là chúng ta vẫn có một cái cách đóng gói rất là bình thường thôi. Và ở bên trong thì chúng ta sẽ có đi kèm theo một cái tai nghe, một cáp sạc cũng như là một cái củ sạc với công suất sạc là 18W. Cơ bản là vậy thôi. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề và mình sẽ bắt đầu từ cái mặt lưng. Anh em có thể thấy là khác với lại cái cách mà Vinsmart họ chọn trên những cái chiếc máy từ xưa giờ của họ, vốn dĩ là họ sẽ lựa chọn những cái chiếc máy là mặt lưng nhám đặc solid bằng nhựa hay là cái mặt lưng dạng sáng bóng, thì với chiếc Vinsmart Lite 4 này á, chúng ta sẽ có một cái phần hoàn thiện mặt lưng được cải tiến hơn rất nhiều và nó trở nên đẹp hơn, nó gần hơn với lại những cái chiếc máy tầm trung hay thậm chí là những cái chiếc máy cận cao cấp, thông qua cái việc là chúng ta sẽ có một cái mặt lưng có một cái hiệu ứng chuyển màu nhẹ và rất là sang dựa trên cái bề mặt nhám của cái chiếc máy này. Cái phần hoàn thiện mặt lưng á, nó cho cảm giác chuyển màu từ màu đen sang màu hơi xám bạc một chút xíu. Cái việc mà sử dụng cái mặt lưng này nó không chỉ giúp cho cái chiếc máy nó được ngầu hơn, được đẹp hơn, trung hòa hơn đối với cả nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Ngoài ra thì những cái vết bấm bẩn hay là những cái vết bám vân tay á, nó sẽ khó được nhận biết hơn so với lại cái cách lựa chọn là cái mặt lưng sáng bóng. Trên Vinsmart Lite 4 thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của cái cảm biến vân tay một chạm ở phía sau, nó khác với lại cái cảm biến vân tay ở trên màn hình như là Vinsmart Lite 3. Cái cách lựa chọn này nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều đối với một cái chiếc máy phổ thông như thế này. Nó sẽ giúp giảm tải đi khá là nhiều những cái việc, những cái xử lý ở trên cái phần cứng. Và mặt khác thì cái tốc độ mở khóa khi mà chúng ta đưa tay vào và chạm nó sẽ nhanh hơn, nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Cái vị trí đặt cảm biến vân tay ở đây á, nó cũng khá là vừa vặn đối với tay người Việt Nam chẳng hạn. Mình chỉ cần cầm ở vị trí một tay như thế này, mình đã hoàn toàn có thể là đặt tay vào và mở lên, đó rất là dễ dàng. Thì một cái điểm mới khá là đáng chú ý trên cái mặt lưng của chiếc Vinsmart Lite 4 này đó chính là cái phần cụm camera. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ bắt gặp được một cái cụm camera hình chữ nhật đặt dọc ở bên trái như thế này. Cái điểm mà thường xuyên thấy được ở những chiếc máy cao cấp hơn rất là nhiều, chứ nó rất ít khi xuất hiện trên một cái chiếc máy phổ thông. Thì không chỉ là một cái cụm camera được làm to hơn cho vui, mà thực ra thì so với lại Vinsmart Lite 3, bên cạnh những cái ống kính bình thường, những cái ống siêu rộng hay là cái ống đo độ sâu, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến nữa để phục vụ cho cái việc macro. Và nhìn chung thì cái chất liệu và cả cái cách hoàn thiện của phần mặt lưng nó kết hợp với lại cái cách mà Vinsmart họ bo cong ở hai cạnh hai bên, nó được làm rất là liền lạc tới cái phần viền ở xung quanh. Vậy cho nên là khi mà chúng ta cầm chiếc máy lên á, nó khá là đầm tay và nó rất là mượt, nó không có những cái gờ lên khi mà chúng ta vuốt như thế này. Sau một chút xíu nữa thì ở xung quanh phần mặt lưng chúng ta sẽ có một cái khay sim đặt ở vị trí bên trái. Ở cái cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có cái nút tắt mở màn hình cũng như là cái cụm phím tăng giảm âm lượng. Và ở vị trí cầm bằng một tay thì chúng ta hoàn toàn có thể là bấm được, mở được như thế này. Ở cạnh bên dưới thì chúng ta sẽ có cái cổng USB Type-C, một cái cụm loa mic cũng như là một cái lỗ cắm tai nghe 3.5, rất là hợp lý trong cái phân khúc những chiếc điện thoại phổ thông. Vốn dĩ là người dùng họ sẽ thường xuyên có nhu cầu sử dụng những cái chiếc tai nghe, thậm chí là tai nghe có dây đi kèm theo hộp hơn là những cái chiếc tai nghe không dây. Và đây là màn hình của Vinsmart Lite 4. Và anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.5 inch, rồi chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD cộng dựa trên cái tấm nền công nghệ LCD. Tuy nhiên thì đặc biệt hơn một xíu, cái tấm nền của cái chiếc Vinsmart Lite 4 này sử dụng cái công nghệ là LTPS. Một trong những cái đặc điểm của cái công nghệ này đó chính là nó giúp cho chúng ta sẽ có được một cái màn hình với cái mật độ của những cái bán dẫn nó xít hơn, nó nhiều hơn. Từ đó thì cái mật độ di chuyển của những cái electron nó cũng sẽ nhanh hơn. Một trong những cái lợi ích của tấm nền này nó sẽ giúp cho cái tốc độ động tươi của màn hình cũng sẽ cao hơn. Thêm một điểm nữa đó chính là nó sẽ cho phép chế tạo được một cái màn hình với cái viền nó rất là mỏng. Thì cái việc sử dụng tấm nền công nghệ LCD LTPS này nó kết hợp với lại cái giải pháp đặt camera sở phỉ phía trước và một cái nút ruồi ở bên trái phía trên như thế này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái chiếc Vinsmart Lite 4 với cái viền cả hai cạnh bên trái bên phải lẫn bên trên á, nó rất là mỏng, nó vẫn giữ được một cái độ dày cố định, tuy nhiên thì nó đã mỏng hơn rất là nhiều so với lại những cái thế hệ trước. Thậm chí là những cái chiếc máy chung phân khúc, cái viền bên dưới á, phần cầm nó sẽ hơi dày một xíu so với lại hai cái phần hai bên cũng như là phần bên trên. Dù vậy thì mình lại nhắc lại một cái nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học Mỹ đã đi tới một cái kết luận rằng với những cái chiếc điện thoại mà có viền bên dưới nó tương đối dày một chút xíu, viền hai bên cũng dày một chút xíu á, thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ bấm nhầm khi mà sử dụng bằng một tay á,
nó sẽ được giảm đi đáng kể. Sau một chút về mặt cấu hình của cái chiếc Vsmart Lite 4 mình vừa được ở đây, thì đây là phiên bản cao nhất của Lite 4 với 4GB RAM và 64GB ROM. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có tất nhiên rồi một cái nền tảng là Snapdragon 675, một chiếc không hề yếu. Mình nghĩ rằng với mức giá dưới 5 triệu đồng thì rõ ràng cái mức cấu hình này nó khá là hời so với lại những cái chiếc máy khác trong cùng phân khúc của nó. Về giao diện thì chúng ta sẽ có cái giao diện rất là mới được ra mắt gần đây của Vsmart, đó là VOS 3.0, với những cái cải tiến cả về mặt giao diện lẫn về mặt tính năng hơn rất là nhiều so với lại cái giao diện VOS 2.0 trước đây. Và tất nhiên nó sẽ được phát triển dựa trên nền tảng Android 10, có cả những cái cử chỉ điều hướng và nhiều thứ khác nữa. Về camera thì so với lại Vsmart 3 năm ngoái thì bây giờ chúng ta đã có thêm một cái camera macro. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn sẽ có những cái camera góc rộng bình thường, độ phân giải 48 chấm, hay là camera chụp ảnh xóa phông, hay là camera góc siêu rộng, và cả cái camera hỗ trợ đo chiều sâu để cho những cái chức năng như là chụp ảnh xóa phông nữa. Và nhờ cái sự hỗ trợ của con chip 675, không chỉ là hỗ trợ về mặt phần cứng nó mạnh mẽ hơn, nó khởi chạy những cái tác dụng cao hơn, là chơi được nhiều game với cái cấu hình nó đòi hỏi cao hơn, mà ngoài ra thì con chip nó còn hỗ trợ rất nhiều trong những cái tác vụ xử lý trí thông minh nhân tạo. Và ngoài ra nữa thì nó còn có những cái bộ xử lý chuyên dụng để nó cho phép chúng ta sẽ có nhiều cái tính năng chụp ảnh hơn. Thí dụ như là ở đây chúng ta sẽ có thêm cái chế độ quay phim và xóa phông theo thời gian thực, rất là hấp dẫn. Về viên pin thì cuối cùng chúng ta sẽ có một cái viên pin với dung lượng là 5000 mAh, và rõ ràng với cái dung lượng pin đó thì nhét vào trong cái chiếc Vsmart Lite 4 này, mình thấy là nó vẫn còn khá là mỏng và khá là gọn gàng, nó không quá dày lên như là những gì mà chúng ta thường thấy trên những cái chiếc điện thoại mà có pin nhiều. Và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về chiếc Vsmart Lite 4 này. Mình sẽ tiến hành thêm nhiều bài test khác, benchmark, rồi test màn hình, test cấu hình, rồi cả đi chụp ảnh nữa, thì bọn mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Anh em nhớ đón đọc trên tt.vn nha. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên tt.vn, và hẹn lại anh em ở những video khác.